Hello, mến chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phú Hiếu Nguyễn Cuộc Sống Ở Đức. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 20 tây tháng 4 năm 2021. Và giờ này là 5 giờ chiều. Mình đang đứng ngay tại một cái công viên rất là nổi tiếng ở thành phố Bắc Vinh Bền. Nó có cái tên là Khu Park, tức là cái mình tạm dịch cho các bạn đó là cái công viên nghỉ dưỡng, để cho thí dụ giống như là những cái người, tất cả mọi người á, nào mà người ta muốn đi ra ngoài công viên chơi thì sẽ tới đây. Nhưng mà sở dĩ tại sao mà cái công viên này nó nổi tiếng ở cái điểm á, là nó có hồ nước, có tất cả những cái con vịt trời, đúng không? Rồi cây cối ở trong cái công viên này thì cũng rất là đẹp, những bãi cỏ thì coi như là xanh mượt hết và rất là rộng. Cây cối ở đây á, thì coi như cây ở trong cái công viên này họ trồng những cái cây rất là lớn và lâu đời. Còn chỗ này là đây là một cái hồ cũng rất là bự các bạn. Cái hồ này á, thì nó có một cái giếng phun, nó phun lên. Cái giếng phun thì nó nằm ngay ở giữa hồ các bạn không, rồi nó phun lên thì cái nó phun nước lên như vậy. Tức là ở dưới nó có một cái máy, nó có một cái máy thì cái motor ở dưới nó rất mạnh đó, rồi bắt đầu nó sẽ coi như là thổi, nó đẩy nước lên thì cái nồi nước này á, nó xịt lên thì cũng tới khoảng chừng độ chừng theo mình đoán thì chắc tới chừng 5-6 mét các bạn, 5-6 mét từ cái mặt hồ mà lên tới trên là 5-6 mét, nó xịt lên nhìn trông rất đẹp đó. Mà chung quanh hồ này thì nó có những cái con vịt trời các bạn không, nó có những cái con vịt trời nó đang coi như là bơi lội tung tăng ở trên hồ. Và mình thấy nó có hay một cái á, là nó có một cái đàn vịt con, đúng không? Ở đây nó có khoảng chừng chục con vịt lớn, rồi nó có thêm một đàn vịt con có khoảng 7-8 con vịt con nữa, nhìn trông rất là dễ thương các bạn. Đẹp các bạn thấy không? Đây mình sẽ dẫn các bạn đi vòng vòng nha. Mời các bạn đi theo mình. Con nít ở đây nó được cha mẹ nó dẫn ra ngoài này chơi, nó gặp mấy con vịt con nó thích quá các bạn, nó cứ chạy nó được mấy con vịt con hoài, trông rất là vui mà dễ thương. Xa xa kia thì nó đằng trước kia thì có hai cô con gái còn trẻ tuổi đang ngồi phơi nắng đó, những con vịt con đó các bạn thấy không. Bây giờ chắc là mình xin kéo lại gần một chút xíu nha các bạn, tại vì bây giờ nếu mà mình cứ đi tới gần nó thì nó lại bơi như chỗ khác các bạn không, cho mình kéo gần lại chút xíu cho các bạn coi nha.
Mấy con vịt con này tuy nói nó còn nhỏ chứ nó bơi lẹ lắm các bạn. Mà nó cũng khôn lắm, nó cứ đi theo mẹ nó các bạn ha. Còn mẹ bơi tới đâu là tụi nó cứ coi như bám theo đuôi tới đó. Nhìn cái cành này mới đúng là cành thiên nhiên đó các bạn thấy không? Rất là đẹp. Những lần trước mình đi quay cho các bạn coi ở thí dụ như Rodenham hay Hausen á, thì các bạn thấy là chỉ có những cái con vịt mẹ thôi. Còn ở đây là nó độc đáo, cái là nó có nguyên một đàn vịt con nữa. Các bạn nhìn trông rất là dễ thương. Rồi bây giờ mình xin dẫn các bạn đi vòng vòng ở trong đây nha. Mời các bạn đi theo mình. Đó, các bạn thấy mấy cái cây trong đây không? Có một vài cây thì bây giờ nó ra lá rồi đó các bạn. Nhìn trong không có còn mà chơi cành chơi nhánh nữa, rất là đẹp. Rồi ở đây có hai đứa con gái mà tự nhiên không cái nó hai đứa nhỏ nó dẫn con chó mà coi như chó nhảy xuống hồ bơi luôn các bạn. Nhưng mà tại vì mình không muốn quay các bạn không, có con chó vô thì đẹp lắm, nhưng mà như mình cũng chia sẻ với các bạn là tại thường thường mà con nít ở bên đây á mà mình quay mà dính vô nó thì đôi khi là gặp phiền phức lắm, đôi lúc mà cha mẹ của mấy cháu nó không thích các bạn không. Bởi vậy trên thôi mình không có quay cái cảnh mà coi như là con nít vô trong đây làm cái gì. Giờ này thì bắt đầu nắng nó cũng còn hăng hăng thôi các bạn, nó hăng hăng thôi, nó không có nắng nhiều, nhưng mà tính ra vậy là trời cũng đẹp lắm rồi các bạn. Tại vì 5 giờ chiều mà trời mà nó cũng vẫn còn coi như là có nắng nắng chút xíu vậy là so với lại coi như một tháng trước là trời bây giờ đẹp lắm rồi các bạn. Và mình cũng xin nói thêm với các bạn là cái mùa xuân này nó ngộ lắm các bạn. Giống như là cách đây chừng khoảng có chừng một tuần trước là các bạn biết nó có nhiều cái ngày mà nó lạnh mà coi như gọi là rung luôn đó các bạn. Chưa bao giờ mà mình thấy là dụ như nói thật sự là mấy chục năm vừa qua rồi là chưa từng bao giờ mà mình đại khái nói chung là từ hồi qua Đức tới giờ luôn á, tới giờ là mình ở bên Đức cũng lâu rồi các bạn không, mà mình chưa bao giờ mình thấy cái thành phố Frankfurt am Main mà cái mùa xuân mà nó lại lạnh giống như là cái mùa xuân năm nay, cũng như cái mùa đông cũng vậy nữa. Cái mùa đông năm nay cũng lạnh mà cái mùa xuân năm nay cũng lạnh, còn không biết mai mốt tới mai mốt mùa hè thì như thế nào thì không biết. Nhưng mà so với lại coi như là thời gian trước thì ở đây rất là coi như lạnh các bạn. Đó các bạn thấy không? Bây giờ là mình xin coi như dẫn các bạn đi coi những cái chỗ hoa nha. Thì đó là các bạn thấy đó, xa xa là có hai cô con gái đang đứng chụp hình chụp ảnh, tạo dáng tạo dứt đàng hoàng. Nhìn trông rất đẹp, tại vì ở đây là cái khu vực này là không phải là chỉ có người đi qua YouTube không, mà những cái người ta muốn chụp hình chụp ảnh để người ta giữ lại những cái kỷ niệm, những cái lưu niệm
thì người ta tới đây người ta chụp hình rất đông. Đó, bông hoa đây các bạn thấy đủ các loại bông hoa hết. Các loại bông hoa màu mè, màu sắc nhìn trông rất là đẹp. Ủa, ở đây nó có một cái con chim gì mà nó nhìn hay quá các bạn. Đang tính quay nó thì nó bay mất tiêu rồi. Cái giờ này mà thường thường mấy cái người người ta đi làm về các bạn, người ta cũng đi ra ngoài này chơi rất đông. Mình nghĩ là thí dụ như là nếu như là hôm nay là tại vì hôm nay là ngày thường á, chứ còn nếu mà cuối tuần chắc ở cái khu vực này chắc người ta đông lắm á các bạn. À, bây giờ trời bắt đầu lại nắng lên rồi đó. Xa xa bên trong kia thì nó có một cái chỗ nó xây những cái nhà gỗ hoặc là xích đu cầu tuột để cho con nít nó chơi á các bạn. Đây hoa đây các bạn thấy đẹp không? Họ trồng 3-4 loại hoa rồi bắt đầu họ xen kẽ xen lẫn vô nhau nhìn trông rất là đẹp. Cái màu của nó coi như là cây lá thì màu xanh, có những cái cây lá màu xanh, ở trên thì nó có những cái bông hoa tím tím, rồi ở dưới thì nó lại coi như là xen lẫn, lâu lâu có một vài cái hoa màu cam, rồi những cái hoa ở phía dưới thì màu của nó rất là sặc sỡ, nó có hai màu, đó là màu đỏ, đỏ mà cái kiểu đỏ đậm, rồi màu vàng, nó tí tía vàng lên. Các bạn thấy đẹp không các bạn? Đây mình đang tiến gần tới một cái coi như là chỗ hoa tulip, một loại hoa rất là đặc biệt của xứ Hoa Lan. Cái giống này là nếu mà các bạn mà muốn coi mà hoa tulip á,
Mà thật sự mà đẹp nhất ở trong châu Âu này là các bạn phải qua Hòa Lan các bạn coi mới đẹp. Tại vì bên đây màu mè nó còn ít, chứ bên Hòa Lan các bạn biết cái hoa tulip nó có tới cầu cả 10 màu á, đủ các màu hết. Nhưng mà chỗ này mình thấy cũng quá đặc biệt rồi các bạn. Đó, bạn thấy không? Cái hoa tulip của nó mà rất là bự nha các bạn, mà màu sắc của nó thì thôi. Mình xin chia sẻ với tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn nha. Mình đây là đàn ông con trai mà mình nhìn thấy, mình đàn ông mà mình thấy những cái hoa này mình còn thích. Huống kia là mấy người phái nữ, mấy cô mấy bà. Mà thật sự là các bạn biết làm sao không? Cái người Á Châu của mình á, tuy cũng thích bông thích hoa rồi đó, nhưng mà so với lại cái người dân bản xứ, so với cái người Đức á, thì cái sở thích bông hoa và cây cảnh của Á Châu mình á, nói chung và của người Việt Nam mình nói riêng, so với lại cái người mà châu Âu á, thì họ rất là thích bông hoa. Sở dĩ tại sao mà mình chia sẻ, mình nói vậy với các bạn là ví dụ giống như những cái mấy cái ông bà già Đức ở bên đây á, người dân bản xứ á, các bạn biết là người ta chỉ có tốn tiền nhất là tốn tiền bông hoa thôi. Tại người già thì các bạn biết nhiều khi cũng không có đi chơi nhiều, không sắm sửa nhiều, các bạn không? Rồi ăn uống thì cũng không có bao nhiêu. Đó, nhưng mà cái tiền hoa á, thì mấy cái ông bà già Đức người ta rất là chịu bỏ tiền để mua bông hoa. Ví dụ như người ta thấy mà hoa đẹp và những cái tiệm bán bông bán hoa mà lớn mà nổi tiếng ở bên Đức này á, hầu như là thường thường là chỉ bán cho coi như là cái người già là nhiều nhất. Còn những cái người trẻ tuổi thì chỉ có bán được vào cái ngày mà Valentine, tức là cái ngày lễ tình nhân đó các bạn, thì còn bán được nhiều. Chứ còn đúng ra cái ngày thường thì cái người trẻ người ta mua cũng không có được bao nhiêu đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là mấy cái tiệm bông á, là người ta ăn tiền được của mấy người già là nhiều nhất. Như cái cây này các bạn thấy cái cây này cũng đặc biệt mà. Nó rủ xuống cái kiểu giống như là cây giống như cái loại cây dương liễu á các bạn. À còn đằng trước này thì mình không biết nó có một cái đài tưởng niệm, không biết là cái này là cái gì đây nha các bạn, để mình đi tới mình coi thử coi cái này là cái gì. Nó làm rất là đẹp bạn, một cái cột. Cái này là các bạn biết họ viết cái chữ, mà cái chữ mà cái loại chữ của ngày xưa các bạn, bởi vậy nhiều khi cũng rất là khó đọc các bạn mong, rất là khó đọc. Ở đây đâu coi,
đây là cái chữ này mình đọc không ra luôn các bạn ơi. Để họ ghi cái chữ mà thật sự là họ ghi cái kiểu mà cái loại chữ mà của ngày xưa á, bởi vì mình đọc không ra. Nhưng mà mình thấy là cái bên đó là có chữ, còn bên hông này á là họ tạc cái tượng của những cái người lính, các bạn thấy không, tạc ba người lính đang ôm súng, vác súng trên vai, mỗi chú một khẩu súng trường. Chắc là mình nghĩ là cái đài tưởng niệm là để cho những người lính ngày xưa các bạn. Và xung quanh đây thì họ trồng bông. Bông thì coi như là cứ nho nhỏ mà màu trắng, năm cánh, nhìn trông cũng rất đẹp. Đó, bên trong đó thì mình nói là bên trong đó là cái chỗ chơi của con nít đó các bạn. Họ làm những cái nhà bằng gỗ cho mấy em mấy cháu nó leo vô trong đó nó chơi, rồi có cầu tuột, có xích đu, đại khái là những cái đồ chơi của con nít. Đó, bây giờ mình chỉ có quay sơ cho các bạn thấy ở bên ngoài nó vậy thôi, chứ còn nếu mà vô bên trong thì đôi khi mình lại không được phép quay. Tại vì dính vô con nít là không có được quay các bạn không? Vô tới trong đây là nghe tiếng chim hót líu lo hết các bạn. Còn xa xa kia có mấy cái căn nhà nhìn trông rất là đẹp. Mà mình nghĩ những cái nhà này á, là họ mua, nhưng mà cái giá thì chắc cũng không có rẻ đâu các bạn. Tại vì thứ nhất á, là các bạn thấy là cái nó có cái view nhìn trông rất đẹp. Trong khi đó là cái đằng, các bạn phải tưởng tượng là những cái ban công của họ là nhìn ra đây, ra một cái công viên rất là rộng lớn và nổi tiếng. Có cây cảnh bông hoa, đồng thời nữa là coi như là lại có cái dòng sông Nhít Đà nó chảy
bởi cái view của mấy cái nhà này thì chắc chắn là phải mắc tiền rồi các bạn. À, thôi bây giờ cái mình cũng xin tạm ngưng cái video clip ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Nếu như các bạn coi cái video này của mình mà các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình và cũng đừng quên đăng ký kênh bằng cách bấm vô chuông để các bạn không bỏ lỡ những cái video mà mình sẽ đăng lên cho các bạn trong thời gian sắp tới. Và nhân tiện đây mình cũng xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn cũng như tất cả quý vị đã theo dõi và ủng hộ cho mình trong suốt thời gian vừa qua. Thân ái chào tạm biệt.